Chào mừng các bạn đến với chương trình Học tiếng Anh Online được thực hiện bởi Audiobook for the Fly. Sư ơi, xạo tiếng Anh nó sao? Làm như có nó xạo phải không? Lie, right? For example, she lied to me. Cô ấy nói xạo, đã nói xạo cho tôi, với tôi. Okay. Cho tôi hả? Mỹ là cho tôi. Okay, so she lied to me. Đó, cái chữ lie đó. Okay. Còn hiện tại, she is lying to me. Okay. Cô ấy hiện tại đang nói xạo với tôi. Còn mình nói cái người đó mình sao ta? Mình nói là ô bạn nó dốc quá thì nó là you lie too much like that. Okay. Rồi, tôi sắp đến chỗ bạn rồi. Tôi sắp đến nơi rồi. Thích thì chiều. Biết chắc liền. Dịch sao? Ok, June, tôi sắp đến chỗ bạn rồi. Ok, I am almost. Well, let me see. I am. Well, thường thường nói như nè. I am almost there. Hoặc là I am almost to your place. Well, ok, there đúng hơn, yeah. I am almost there, là tôi gần đến đó rồi. Ok. Mỹ không có dùng. Nếu nói mà đến cái nơi của bạn thì nghe nó dài dòng lắm. Còn cái nơi mà cái câu mà I am there nghe nó gọn hơn. Ok. Thích thì chiều hả? God, tiếng Anh là gì? Các bạn hỏi ngang. Thích thì chiều. I'm not too sure. Biết chất liền. No, biết chất liền cái kiểu đó là như nói vui vui, hơi hề một tí xíu. Tiếng Anh không có cái câu tương đương vậy về biết chất liền. But nếu dịch ra đó, nếu thẳng á thì nó là I die if I know, but nó không có make sense. I die if I know, cái này tiếng Anh không có cái gì hết á. Yeah, nó không có nghĩa gì hết á. Là I would die if I know. Cái câu đó dịch thẳng, cái đó là thành ngữ, idiom dịch qua không được. Yeah, I'm not too sure. Thích thì chiều thì nghe nó cũng không cái nữa. Nó không có dịch ra được. Yeah. Yeah. No, sẽ không có suy nghĩ câu thích thì chiều. Tiếng Anh cái kiểu mà dịch ra cho nó suôn sẻ làm như tiếng Việt. Yeah. Okay. Alright, what else? Sẽ ơi, phân biệt produce, product với lại manufacture. Ok, sure. Alright, so động từ cái chữ này là produce. Nhấn âm thứ nhì, produce. Right. Danh từ là produce. Mấy cái produce là đồ ăn, rau cải. Cái đó là produce. Cái kia là product. Okay. So chữ thứ nhì là product. So cái chữ produce hoặc là produce nó nhấn âm 1 hoặc là âm 2. Còn cái chữ product nó nhấn âm 1. And then chữ thứ nhì thứ ba là manufacture. Cái âm chur ha. Manufacture. Thích thì chiều là like that is happening. Yes, okay, fine. Hello T, how are you? Welcome T to the room. All right. All right. Đọc giúp ok, đọc những từ này. Ok, sure. So chữ thứ nhất đi. Chữ thứ nhì. Ok. Chữ thứ nhì trước cái đã nó dễ hơn. Ok. Woman. Ok. Nó là woman. Đừng có woman, nó không phải là man, nó là mình, woman. Nó là như chữ này là mình. Ok, woman. Woman, ok. Alright. Chữ thứ nhất. So, đó là chữ thứ hai đó. Ok. Chữ đầu tiên là women. Ok. Women.
So, nó là chữ này. Okay. So, women là chữ đó. Cái chữ này là man. Oh my gosh. Okay. Man. Chữ này là men. So, cái chữ men nó ngắn. Me. Okay. Men. Còn chữ ở trên là man. Chữ này là deal. Còn chữ này là dealt. Deal. Dealt. Is that okay? Yeah, vì sao? Alright. Really? What else? Afterwards. Chữ đó, afterwards. Giọng ha. Af, nhấn âm đó, third word. So, nhấn âm đầu tiên, afterward. Thuộc bài, cái này là mình nhớ đó phải không? Right. So thuộc bài là memorize. Cái này là như thuộc lòng đi hả? Memo phải thuộc bài giống thuộc lòng không? No, khác phải không? Memorize. Cái đó là thuộc lòng. Thuộc bài. I'm not too sure. I mean thuộc bài. Yeah. Learn by heart. Cái đó là thuộc lòng nữa. Learn by heart là cũng thuộc lòng. Memorize cũng là thuộc lòng. Yeah. Còn thuộc bài là sao? Mình biết hiểu cái bài đó thì mình chỉ cần nói là understand thôi hả? Yeah. For example, mình nói là I finally understand chemistry đi. Okay. Like that. I finally understand chemistry là tôi rốt cuộc hiểu về chemistry, hoặc là I understand chemistry now. Tôi thuộc bài chemistry, hoặc là tôi hiểu chemistry. Mỹ không có chữ thuộc bài cái kiểu mà mình biết cái bài đó. Một là memorize là mình thuộc lòng, hai là understand là mình hiểu. Yeah. So tiếng Anh mình không có suy nghĩ cái chữ thuộc bài được như tiếng Việt nha. Memorizer là người thuộc bài. Well, no, a memorizer có thể mình nói là một cái câu gì đó để làm cho mình thuộc cái gì đó thì có thể mình nói là memorizer. But người thuộc bài, no, Mỹ ít dùng cái chữ memorizer lắm. Yeah. Mình có thể nói là yeah, cái người đó, cái tính của him he hay thuộc lòng thì nói là yeah, memorizer mà Mỹ ít dùng cái chữ đó lắm. Tiếng Anh không có dùng memorizer. Cái kiểu mà cái người thuộc bài. Okay. Alright, let me see. Hương Smile, how do you like that? Oh, cái này là trong một cái quote là như cái trong một cái này nè. Okay. Cái người ta nói. So, cái đó là how do you like that? Là bạn thấy cái nó như sao? Bạn cảm thấy cái chuyện nó như sao? Cảm giác bạn như sao? Okay, how do you like that? So, how do you like that? Thì cái đó là cái câu nó nhanh của cái chữ how do you like that? Okay. Cái đó là cái câu mình viết cái phiên âm, cái cách phiên âm mà người ta nói nhanh gọn. Yeah. Okay, so cái câu đó mình đừng có viết ra mình nói chuyện được mà không có viết ra. Okay. Alright, what else? Nhật Nam. Xe nâng là forklift. Yes, that's right. Forklift. How do you like that? Nói vậy đó. How do you like that? Tùng, Phi Tùng, Tùng. Upon my gì? I guess it's soul, right? Is it soul? Yeah, upon my soul. Okay. Làm như nói dựa vào cái tâm hồn của mình vậy đó. Yeah, nó vậy á. Upon my soul. Nó trên cái tâm hồn của mình. I don't know. Các bạn mấy cái câu đó. Oh God, các bạn hôm nay hỏi mấy câu hơi rắc rối. Yeah. Okay. Soul là cái tâm hồn. Cái này là God, cái này là câu văn chương nói chuyện cái kiểu mà cao cao. Yes. Lesson với lại lesson đọc giống nhau. Yes. Giống nhau. Hai cái chữ đó phát âm giống nhau luôn. Yes. Lesson với lại lesson. Exactly.
Okay. Mad với lại angry khác nhau không? À, người Mỹ giống nhau, hai cái chữ đó giống nhau. Người Anh khác nhau. Mad, người Anh là nổi điên. Angry là giận. Mỹ dùng mad với lại angry giống nhau. Mỹ có thể hiểu nếu các bạn dùng cái chữ mad mà trong cái kiểu mà nổi điên cũng được nữa. Ví dụ a madman là cái người đàn ông nổi điên, là cái người nổi khùng lên đó. He is a madman, là như cái người nào đó là như siết thấy bạn gái nắm tay với người khác sẽ nổi điên lên. So siết is a madman now. Okay. So cái người đó không phải người đàn ông giận mà người đàn ông nổi điên. Okay. He is mad là anh ấy nổi giận. Hai cái đó nó khác nhau là vậy đó. So người Mỹ nói chung lại mad với lại angry, người Mỹ coi đó hai chữ này giống nhau, giận. Người Anh mad với lại angry khác nhau, người Anh mad là nổi điên, angry là giận. Okay. Okay, right. What else here? Muốn miêu tả vẻ mặt ai đó đang nhăn nhó khó chịu thì sao? Ủa là sao? Ồ, khó chịu hả? À, đang nhăn nhó khó chịu. Ok, bằng tiếng Anh phải không? Mình có thể nói là well, mình đang nhăn nhó khó chịu. Ví dụ như là he looks upset like that. Okay. Well, nó có nhiều nhiều chữ lắm. He looks angry like that. He grimace. Yes. Grimace có thể nhăn nhó khó chịu hoặc là đau đớn nữa. Có thể là mình hơi đau đớn, mình đau lưng, mình đang đau bụng cái gì đó mình nhăn cái mặt. Yeah, so grimace có thể là khó chịu hoặc là giận, cả hai luôn. So he looks mad, he looks upset, he looks angry. Yeah, bài cái đó đi. Yes, there you go. Thank you. Yes. Ngủ quên, oversleep, còn ngủ nướng. Ngủ nướng hả? What is ngủ nướng? Well, Mỹ nó có chữ snooze. But snooze là no, ngủ snooze là có thể ngủ thêm ngủ well. No, snoozing nó cũng ngủ luôn. Yeah, Missy có một cái là sleep in như thế à. Yeah. Chỉ sleep in thôi à. Tại sức đang nghĩ cái chữ snooze mà sử dụng không được. Yeah, that's the only thing. Yeah, sleep in. But sleep in. Yeah, mình có thể nói là sleep in. For example, ví dụ như là I slept in today. Ngủ nướng tiếng Việt của mình làm như một cái mà mình thêm một chút thời gian ngủ. Sleep in là mình ngủ mà mình ngủ thẳng luôn á, không có cần dậy á, là sleep in. So yeah, probably sleep in. Tại vì cái alarm nó có chữ snooze, but snooze nó khác. Nhưng không phải, mình không có dùng cái tương đương nó được. Yeah, that's the only thing. Yeah, ngủ quên có nghĩa gì không? Overslept thôi. Yeah, oversleep là ngủ quên thôi. Yeah, like that. Yeah, so ngủ nướng hả? Có thể sleep in hả? Yeah, chứ không có snooze được. Yes. Ngủ nướng là lie in hả? Có thể người Anh, người Úc dùng lie in, sẽ không biết mà người Mỹ không có dùng lie in. Yeah. Yeah, người Mỹ không có dùng lie in. Yeah. Okay. So, sử dụng là sleep in đi. Let's decide. Yeah, I think sleep in. What else? Sĩ ơi, bộ bịch đang giận nhau hay bạn gái nghỉ chơi với nhau nói làm sao?
Đang giận nhau hả? Well, đang giận nhau là she's mad at me. She's mad at me, huh? Well, she stopped talking to me. Okay. She stopped talking to me. Là cô ấy không có nói chuyện với tôi nữa. Hoặc là she's mad at me. Chờ số 2 cái đó. Sick, phải âm dùm những từ này. Work, word, world, wine, với lại while. Okay. So, work. Các bạn phải âm cái chữ work nó gì nè? Like that, work. Các bạn phải âm chữ word như vậy nè. Word. Chữ world như vậy nè. Word. World. Wine. That. And then while. Like that. Okay. So work, word, world, wine, với lại while. Cãi nhau là gì? Argue. We argue yesterday. Like that. Yeah? Yes. Thrust into là tống nó vào. Thrust là mình tống nó vô. Into vào đó. Tống vào. World dùng với girl, đồng âm với girl. Yes, that's right. That's right. Nhiều bài hát á, họ hay phát âm hai cái đó. Nó gần với nhau cuối câu lắm. Tiếng Anh. Người nước ngoài đọc cái email có dấu này đọc sao? Okay, sure. Cái dấu này đọc là underscore. Nó đọc là underscore. Bác sĩ hẹn tuần sau là the doctor make an appointment at next week, hả? Huh? Okay. Alright, so cái câu này các bạn đã thấy không? Bác sĩ hẹn tuần sau. Mình kể chuyện cho nên là quá khứ, right? So quá khứ ha. So the doctor made an appointment next week. Sếp cho hỏi urgent và lại emergency khác nhau như sao? Hai cái này cũng giống nhau. Emergency nghe nó nặng hơn một tí xíu. Urgent. Well, hai cái này dùng sao ta? Urgent, emergency nghe cũng giống à? Emergency thì nghe dùng trong y khoa nhiều hơn. Well, urgent sẽ cũng cũng thấy y khoa dùng hơn nữa. Yeah, hai cái bằng nhau đi. Yeah, same, same. Same. Good question. Right. Sẽ có biết flower boy là gì không? Sẽ biết flower girl thì biết, but flower boy không có biết. Yes. Flower girl thì đứa bé mà kè đi theo cô dâu á, mà trong đám cưới á. Okay. Đứa bé mà cầm cái hoa đó đi theo cô dâu á. Còn flower boy không có. Yeah, sẽ không có nghe flower boy. Right. Không phải phụ dâu. Well, nếu các bạn coi phim Mỹ đó, khi mà cô gái bước lên từ ở ngoài bước vô vô nhà thờ á, thì đứa đi phía sau có phụ dâu đi sau với lại hai đứa bé, một là flower girl, hai là I think ring boy. Có một cái ring boy là cái đứa bé con trai mà cầm cái chiếc nhẫn. Yeah, but không có flower boy. I'm not, yeah, không có flower boy. Alright, what else here? Serum real good. Cái này là tùy theo, nếu mình nướng thịt hay gì đó có thể ăn uống nướng. Còn I'm not too sure trong cái ngữ cảnh gì đó Tùng. Yeah, I'm not too sure. Cold với lại car. Cold card. Ok. Sư ơi, bộ phận này thiếu người còn bên kia dư người. Là sao? Bộ phận là gì? Department đó hả? Alright, so this department lacks personnel. Okay. So cái department này thiếu người. Alright.
Duy người. Okay. This department has extra personnels. Like that. Okay. Không nghe hả? Yes, I explain. Hồi nãy sẽ giải thích rồi. So thrust là tống. Okay, mình tống cái vô, mình đẩy cái vô là thrust. Mình lấy con dao mình lùi vô người ta. Thrust. Okay. Yeah. Short-handed. Nếu nó ngắn cũng được. Missy, short-handed. Yeah, cũng được. Mà short-handed đó, dùng làm như trong cái nó ít trịnh trọng hơn. Ví dụ mình có một cái quán bán bánh đi, cái mình thiếu người nấu ăn thì mình nói yes I'm short handed today, yeah, so nó ít trịnh trọng hơn. Còn khi mà mình nói là cái bộ phận department hay gì trịnh trọng thì mình nói cái câu mình nãy xích nói các bạn. Còn nếu short handed là như mình có một cái gì nhỏ, một cái business nó nhỏ, kinh doanh nhỏ, thì mình có thể nói là short handed. Okay. Very good, yes. Alright, what else? Shout, scream. Hai cái đó giống nhau. So, shout với lại scream. La lớn hả? La lên. Dùng có thể giống nhau. Let me see. Yell, ba. Ok, nói chung là như nào? Ba cái này giống nhau. Ok, ba cái này nói về mà la lớn thì giống nhau. Còn la mà la rầy á, là như mà mình làm cái gì mà ba má mình mà rầy mình á, thì người Mỹ dùng cái chữ yell nhiều hơn. Ok. For example, my mom yelled at me. Má tôi la tôi, mà cái này la là mắng tôi. Ok. Yeah, so shout, scream và lại yell, mình có thể nói là nó, cái nghĩa nó là lớn tiếng, mình lớn tiếng làm như mình la lên, hey có nghe mình không? Mình có thể dùng shout, mình có thể dùng yell, mình có thể dùng scream, còn rầy mà mắng á, la mà kiểu rầy mắng thì mình có dùng yell. Mình dùng shout cũng được mà nó không có, người Mỹ dùng chữ yell nhiều hơn, nói về mắng rầy. Ok. Alright. That's it. Let's begin. Hey, nụ cười, how are you? Audrey Hepburn. Let me see. I believe in manicures. I believe in overdressing. I believe in brimming at leisure and wearing lipstick. Được là tôi thường hay cắm móng tay hả? Tôi thường xuyên ăn diện. Yeah, cái chữ believe in nó phong phú hơn cái tiếng Việt, cái chữ believe là tin tưởng. I believe in cái này là kiểu nói là tôi thích vậy đó. Yeah, tôi thích, tôi tin vào làm cái đó cho tốt cuộc sống của tôi đó, nụ cười. Yeah, ý là cái Audrey Hepburn nói như vậy đó. Yeah, tôi dựa vào cái những cái sự đó để sống. Yeah. Okay. Safe and sound. Từ sound nghĩa là gì? À, yes. Sound, âm thanh. Hoặc là sound là ổn. Safe and sound là an toàn và ổn. Cái sound này đó nó có hai nghĩa. Sound thường khi á, là dùng âm thanh. But, cái chữ sound là nhìn thấy chắc, thấy ổn. Yeah, bình an, yes, từ từ vậy đó. Safe and sound. Sĩ ơi, ngôn tình là gì? Oh, what is that? Ở bên đó có đọc ngôn tình không? Oh, what is ngôn tình? I'm not too sure. Oh, what is ngôn tình? Oh, mấy cái chuyện mà... Oh, like romantic novels đó, hả? Ok. Sĩ chậm đấy, với thời đại. Oh, yeah, those love novels, yes. They call romantic novels, well, I love novels, yes. Love novels, well, I romantic novels. Okay, all right. No, siết xem phim mấy chuyện đó thôi à, chứ không có siết đọc mấy chuyện đó.
kiểu mà sing, oh really, an emotional voice vậy đó. Rồi, so yeah, so they love novels. Right. Narcoleptic là bị bệnh mà hay bị ngủ á. Bị ngủ á. So bị bệnh mà cái kiểu mà nằm đâu ngủ đó vậy đó. Narcoleptic có nhiều người bị cái chứng bệnh đó đó. Over and above, phân biệt. Oh, khác nhau. Alright, so tiếng Anh á, cái rắc rối nhất, rắc rối thứ nhì, thứ ba trong tiếng Anh là cái giới từ. Cái này xét thật ra, gosh, thầy giáo, cô giáo hoặc là giáo viên ít có bỏ thời gian giải thích cái mấy giữa mấy cái chữ giới từ lắm, tại vì người Mỹ họ dùng như quen miệng thôi. Mấy cái giới từ của tiếng Anh là tiếng Anh nó phong phú giới từ hình như hơn tiếng nào trong trong mấy những ngôn ngữ luôn. Okay. So, thường thường á, above, thường nha, thường thế nha, chứ không phải là 100%. Above là ở trên. Over nó có cái hành động, nó có sự hành động là bay ngang ở trên hoặc là nó đi ngang ở trên. Okay. So nếu mình nói chiếc máy bay á, nó bay ngang ở trên đầu mình á, thì nó là fly over. So the plane flew over quá khứ. Còn nếu á, mà mình biểu tượng một cái gì đó mà nó ở trên mà nó không có hành động á, thì mình dùng á, là above. Like that. The moon is above. Okay. Là mặt trăng nó nằm nó trên trời đó, ở trên đó. So cái over nó có sự hành động một tí xíu. Mình diễn tả có hành động. Còn above thì lững lững ở trên vậy thôi. Okay. Alright. In 2 months là hay là 2 months away. Yes, same. Alright. You belong with me mà không phải you belong to me. You belong with me nó nghe lãng mạn hơn. Bạn với tôi với nhau. Còn you belong to me là bạn là của tôi là chủ bạn á. Nghe nó hơi nô lệ một tí xíu. Okay. So một cái with me nghe lãng mạn, to me nghe nó mình bị nô lệ. Xin là của em. Yes, there you go. Alright. Sĩ ơi, cô kêu là to me là cho vợ, with me để cho người. Thì nếu dịch vậy cũng đúng, yes. Tại vì bây giờ so to me không phải cho vợ không nữa, cái đó cũng đúng. But nếu người nào độc quyền, cái người nào mà độc quyền á là you belong to me, hoặc là cái người đó có nô lệ, you belong to me, right? Là cái người đó được nắm nợ của người kia, điều khiển cuộc sống của người kia là to me. With me lãng mạn hơn sống chung với nhau. With me.